Xin chào em, hôm nay cô và các em cùng đi trả lời câu hỏi C1 trong sách giáo khoa vật lý 7 trang 28. Đề bài như sau này. Họ yêu cầu chúng ta tất cả hãy cùng giữ im lặng đấy, và lắng tai nghe. Hãy nêu những âm mà các em nghe được và tìm xem chúng được phát hiện từ đâu ra. À, các em thử im lặng và nghe âm thanh xung quanh chúng ta nào. À, nếu như các em ở trên lớp thì các em có thể nghe thấy tiếng cô giáo ở bên lớp khác đang giảng bài đúng không? Hoặc bây giờ các em nhà các em gần đường thì các em có thể nghe thấy tiếng xe máy đúng không? Tiếng xe máy đi ngoài đường. Hoặc là tiếng các em đang bật quạt thì có tiếng quạt đang quay. Chưa? Hoặc là tiếng gì nữa? Có thể là bạn nào có nhà nào có nuôi chim thì có thể có chim đang hót đúng không? À, những âm thanh xung quanh ta. Được chưa? Và những âm thanh đó thì mỗi bạn sẽ lắng nghe được khác nhau, đúng không? Thì cô sẽ ghi ra đây một số các âm thanh mà các em có thể nghe được. Đó là các âm thanh nghe được. Các âm thanh nghe được. Đó là tiếng quạt đang quay. Tiếng quạt đang quay. Tiếng xe máy đi ngoài đường. Là tiếng cô giáo đang giảng bài. Tiếng cô giáo đang giảng bài. Vân vân, ngoài ra các em nghe được âm thanh gì thì các em hãy ghi vào đây nhé. Cô và các em vừa trả lời xong câu hỏi C1 trong sách giáo khoa vật lý 7 trang 28.